Bạn là một game thủ FIFA năng động. Bạn muốn chứng tỏ và được hòa mình vào cộng đồng những anh em chơi FIFA khác. Vậy thì hãy cầm điện thoại lên, liên hệ ngay với thông tin bên dưới để sở hữu quả áo FIFA Online 4 cun ngầu, nền màu đen, dáng xì po, không lo bẩn và được chính luận BK review và đảm bảo chất lượng. Xin luôn 700 à? Ôi giời ơi, chả được bom mấy gì cả. Chưa được bom BOE đâu. Ra xin luôn lờ. Anh nghĩ dòng bom BOE riêng á? Không, làm thế để loạn kênh lắm. Nhiều chữ quá. Ý? Yeah. Immobile à? Ở Đắc Huy anh fan Chifu rồi đấy. Immobile lờ quá. Sule Zanka. Ui Bruno! Thằng này nên ghi bom, thằng này ghi bom. Ôi rồi, ôi Bruno phát BOE, cái này ghi bom này. Riêng con Bruno phải ghi bom vì con này quá ngon. Vâng, Thái Văn Phố là những con hàng 98 đã min cách đây nửa tiếng à. Rồi, hai con Bruno này. Hàng này giữ lại để đập cộng 5. Giữ lại để đập cộng 5 cho chủ tài khoản. Phạm Đức Khanh, sự kiện tuyệt vời em ơi. Để tôi ghi thêm cái dòng sự kiện này nữa là nên chơi ấy. Bôn phò ba kìa, ôi dồi ôi. Nên chơi tầm 1 triệu trở lên. Đó. Bôn phò ba. Ác nôn chắc không ngon. Và đây quả Goretzka là con hàng mà thuộc dạng ngon hơn con hàng TS nhiều. Phải giữ lại số 11 bẩn bẩn là con gì? Chuyển Anh Rashford. Ê! Yes! Ôi ôi, hàng này tôi chờ bao lâu rồi. Ôi tuyệt vời. Rashford BOE. Trời ơi, hàng này đúng là hàng mình cần. Perisic này không ngon, Perisic thì ngon. 150k 3 tỷ rưỡi, 1 ăn bao nhiêu? Lưu Bằng, em cứ tính nhé, chứ chứ dưới này. Tiền Việt nhân 5 lên. 100k bằng 500 triệu. Tiếc, tiếc vãi cả nhà. Chơi. Đang suy nghĩ chơi 1 ác 1 triệu rưỡi hay 2 ác, mỗi ác nào 800 à? Nên dồn 1 đích thôi. Nên dồn 1 đích. Depay à? Ồ, Depay lại MU kìa. Quản đích toàn MU thôi. Lại còn Kimmich. Kimmich, Kuki, Bonucci, A cần gì? Suler, Depay, Depay. Mấy con dưới này thì không cần ghi bom nữa. Kimmich thì cũng hàng vứt đi rồi. Kimmich vứt đi. Anh cần gì thì may ra bán được. Chỉ số 96 thì mở ra 100 nhiều lắm. 96 tha hồ mở 100 luôn. Yes. Ôi giời ơi, hello. Chào anh trai nhá. Chào anh trai Rô. Ôi ngon quá, 96 được Rô đi rồi. Rô này, Cruz này. Ui giời, Mbappé nữa này. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Rô điệu BOE. Cà rốt cũng là hàng ngon. Cà rốt BOE. Ôi, con Mbappé cũng ngon chứ. Mbappé con này cũng được. Em bao phê BOE. Anh em làm bổ quả chia sẻ cái nhờ. Bổ một ít like cho quả thả tim với lại chia sẻ. Con Buckley con này cũng là hàng bom này, hàng bị săn nhiều này. Dân chơi cậu chủ nét đã gửi 15 sao. Đang có 2342 FC định chơi vòng chung kết luận Buckley nhận không? Nào bác gì bác cậu chủ nét bao nhiêu? Mở 7 kìa. Rô thì chưa có cột tóc chưa? Mùa sau. Mùa sau sẽ có quả buộc tóc ngay. Con gì đấy? Hành giá à? Hành giá như lở. Nick đầu thì cầu thủ ngon, nick sau là toang hả? Ôi Rashford ấy, ôi chào em trai. Hai em trai có Rashford và hành giá kìa. Ôi trời ơi, hai con Rash rồi. Rashford x2 này. Còn cái này, hành giá nữa này. Hành giá có khi bán bố luôn. Hành giá BOE. Chớ sao lắm rác phò thế nhờ.
Giày này là của con Sà Kha đúng không nhỉ? Không phải à? Tưởng Sà Kha, Juba đúng không? Athem Juba. Juba, hai con luôn. Ôi giời. Ô Sà Kha kia rồi, Sà Kha kia rồi. Juba hai nháy. Và có Sà Kha đây rồi. Đờ bú à? Đờ bú có tính bom không nhỉ? Bú không, bú này bú lởm, bú này lởm. Sà Kha BOE bú này lởm quá, bú này chạy có 80 thì phải. Bú này vứt. Lukaku à? Ô. Oh. Lukaku anh cực của tôi đây rồi. Lukaku của tôi đây rồi. Nhả Sà Kha vào mắt nhé. Nhả vào mắt các ông ạ. Nhả Sà Kha. Củ tỏi với Toby. À Juba bắn min nhiều quá rồi à. Thế thôi. Để tí đấy ghi Juba nữa. Sà Kha. À không phải. Envendi á. À con này ngon, con này ngon. Envendi thì được. Sáu triệu nhá. Quả đấy chơi full 4.000 vòng của... À 4.000 vé. 4.000 vé. Tony Carrot. Ơ oh, Varane đây rồi. Ui Rashford tiếp kìa. Ui nhiều Rashford vãi cả nhà ấy. Quá nhiều phò cho một fan nick này. Trời ơi. Nào Tony Carrot của tôi đâu rồi. Carrot nhân 2. Rashford nhân 4. Ui sao săn dễ thế nhỉ. Thế này Rashford có khi sắp sửa lại xả rồi đấy. Rashford còn này xả như chóe rồi. Là còn có thêm còn vãi ran nữa này. Vãi ran BOE. Ý da. Zakaria ở được, có Zakaria, con đấy cũng kinh đấy. Zakaria điên. Buckley nó có hai con được, ok tôi nhả một con cho. Còn Rashford chắc không nhả cho các bạn được. Antoine à, Antoine bao nhiêu tiền nhỉ? Hiếp vãi. Nabri có xả không nhỉ? Sà Kha đây rồi. Zakaria con này ngon đấy. Má nhiều hàng quá nên ghi bom gì bây giờ. Thôi kệ ghi bừa đây. Jackman BOE. Onatoni Carrot. Carrot nhân 3 này. Còn Nabri. Nabri biết xả chưa. Nhả Varane không được nhá. Varane có mỗi một con nhả vào mắt. Sà Kha nhân 2 này. NVD nhân 2 này. Nói chung con nào cũng ngon à. Zakaria. Nabri biết lên bom không đây. Nguyễn Quang Linh chưa em ơi, đang mở thẻ thường đã. Cộng 8 tí nữa mở sau. Hà Lan. The League à? The League hình không ngon lắm. The League Sà Kha. Ma Gai, ui Ma Gai ngon vãi cả nhà ấy. Lại rác phò, ui hồi ôi lắm phò quá. Lắm quá nhiều luôn The League này. Rồi thì Mắc Hài này. Sợ luôn. Đáng sợ Rashford ta đã có được bao nhiêu con rồi nhờ. 5 con Rashford. 5 Rashford này. Sà Kha 3 nháy này. Buckley thì xả thôi. Buckley xả tiếp cho anh em. 3 nháy Buckley này. Mắc Hài rồi. Mắc Hài Sà Kha và The League. Rashford Buckley. Ui shit. Quốc Huy sự kiện ổn áp em ơi. Có dòng chữ màu vàng để nói. Giày này là có con gì? Hà Lan. À con hàng ấy. Vãi nan đầm. Bom đấy, cũng càng tỷ đấy. Hàng này cả tỷ đấy. Chưa thấy ấy nhỉ? Chưa thấy con hàng ui lại và Mark Guy kìa. Sán chó này thôi này. Vẫn chưa thấy con Văn Đại đâu nhỉ? Vãi nan đầm BOE. Mắc Hài. Nhân 2. Xả rát phò đi à? Có nên xả không?
Nguyễn Hoàng Sơn à, xin săn chó không xin được bạn ơi. Không xin được. Ibra. Mở gói 90 cộng 5 đi. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Tại sao 90 cộng ra con Ibra rồi mà không ra cộng 5 à các bạn? Cay vãi cả nhà ấy. Ibra LH cộng 3 kìa. Buồn đấy. Đang nói về việc bực vãi cả nhà ấy. Làm ra cộng 6 nãy anh Hiếu Hakumen. Ông Hiếu Hakumen nãy thì mở ra được con hàng cộng 8, con Bruno Martin Indy GR cộng 8 nhưng cũng được. Cộng 8 nó tốt rồi. Lâm Sung có chứ em ơi. Vòng quay là có ai kênh mà Lâm Sung không nhìn này. Cảm ơn Sung nhé. Dân chơi Lâm Sung đã gửi 25 sao. Ủa vẫn có gói ai cần nữa hả? Đấy gọi là Frank the Way đúng không? Mở một quả thẻ cộng 6 cộng 8 nhưng đúng là Frank the Way luôn. Ra gì đây? Ôi ra un. Ừ ra gì ra un các bạn. Ra gì thì ra un. Cày quá. Cứ nhẫn này kìa. Nam Giang Trần dân ok. Chơi Lâm Sung đã gửi 25 Hoàng Sơn chính xác rồi nhá, anh mua được rồi. Anh mua được cách đây hôm trước là 85 tỷ rồi. Thế nên iRobot thì mở ra được Liner Cơ với La Lát thế ạ. Thế thì tôi mở ra cái khác nào. Bảo Linh giả nhưng mà đây 20. Ôi giời, bia hộp à. Bia hộp là mấy tiền nhỉ? 6 tỷ 9 thôi được, tạm tạm. Cũng là vậy thôi. Bia hộp icon LH toang rồi, đang hỏi Kaka chưa toang, Lê Anh Toàn chưa? Muốn toang hẳn do LH là chết hẳn ấy thì là 4 tháng nữa. Lên hạ. Nguyễn Hải full sự kiện là nếu muốn full 4.000 vé 40.000 SC. Ui, Vieira. Nhưng mà cũng ngon chứ nhỉ đúng không? Vieira là top 50, là thuộc trong top 5 con hàng khủng chứ, 66 tỷ. Rồi. Con này thì chưa ăn mừng được nhưng mà thôi cũng ngon rồi. Vieira đi. Vieira hot cộng 7. Thế này ngon rồi. Hô xe trọng chuẩn nhá. Em 200k may mắn được KK lần. Ok, Angry nữa. Thí ngựa đó. Bựa thật. Thật sự là bựa nhá. Vẫn chưa có ai chơi 1.5 triệu đúng không? Chưa có. Ôi, tuyệt vời. Ôi dồi ôi, Man City. Cứ tưởng thanh niên Man City lởm, ai ngờ đâu hôm nay lãi rồi. Ai cần nhá. Một cái top 10, một cái icon. Ôi trời ơi. Man City chung. Đoàn Hiếu ở đây, một bên X1, một bên X10. Nó không cho quay free được. Cứ mở BOE thôi, còn cái LH từ từ gì. Ok, chúc mừng Man City nhá em ơi. Chúc mừng em. Ôi trời ơi. Chưa gì đã thấy lãi rồi. Chưa gì đã thấy lãi dành cho tiền Man City rồi. BOE là chỉ số là 0-1. Minh Quân nhận được rồi em ơi. Ui, Rogba. Tiền về. Giá hơi giảm tí nhưng mà không sao. Giá hơi giảm một tí nhưng vẫn là ấm đi. Vãi cả hai Rogba luôn. Thế mới trời chứ. Voi rừng nhân 2. Phạm Hồng Minh tùy em nhé. Bạn muốn bán con nào tùy các bạn đi, tôi giờ tôi không tư vấn đâu. Con này là Ramos đúng không nhỉ? Tốt, như vậy hôm nay chinh phục được cả Ramos rồi. Chinh phục trong chiều nay được cả Ramos. Rô thì nhiều rồi, Ramos BOE. Neuer, Zakaria, Mbappé, ấy bóng phê. Bi Cường xin chào. Long Trần thành fan VIP, ui cảm ơn bạn nhá, cảm ơn Long Trần. Pat và Simon nữa hả? Fowler làm Pat Simon. Rồi nhá, cố gắng. Chúng ta sẽ mở ra một trong ba con gọi là hàng MC mục tiêu nhá. Lampard, Fowler và Simon.
Lên hàng. Adu. Ê, Ian Rat à? Không phải tuyển Anh. Ui, follow luôn. Ê, chuẩn vãi cả nhà, anh ta follow. Ê, hài vãi cả. Đúng không, đúng không? Fowler, ở đúng là hàng của ấy rồi. Fowler Aiken. Được rồi, không sao, 4 tỷ tư nhá. 4 tỷ tư. Bùi Thanh Long xin chào. Thủ môn bỏ luôn. Grab 4 sau đến pick 4. Thằng này có biết quán được không này. Pick 4 boy. Thường thì cứ lấy full chỉ số cao nhất. Còn cá nhân tôi thấy lấy vào đấy con Rashford với lại con Ibra này. Nếu là cá nhân tôi sẽ lấy con Rashford với lại con Varane vào thế đó. Ibra LH. Chơi nào. Võ Minh Quân chuẩn đấy. Bernardo xin vả. Chỉ số 100. Chưa ngon. Xin vả Boe. Còn Juba vẫn chưa giảm giá sao? Lê Phước Khánh đúng rồi. Sterling nhé. Thành Nguyễn sự kiện mới có nhận xét rồi nhé. Tôi lên 99 và 600 kìa. Sterling và Juba.